Đấy là Triệu Cao Phục các anh ạ. Vâng. Đây là Triệu Việt Vương ấy. Triệu Vương đó đúng không? Vâng, đây là Triệu Việt Vương đấy ạ. Đại tướng của nước Đế giành lại được cái quân đội của mình và chọn cái nơi của mình ngày xưa nó đầm giá trẻ. Dạ chanh như mãi ngày xưa
Đây mới trang cung. Đây là ngay thôi. Vâng. Đây các vị ở đây. Thôi để các bác vào thăm. Ai vào? Rồi các bác vào thăm. Rồi. Thôi là cái này.
thầy ở đây xem cái đúc đá nhà đi. Đây là nón, đây là ban thờ, đây là tượng này, đây là tượng quan bảo vệ, bảo vệ đây này, đây này chắc quan ta vân bảo vệ pháp đình. Bây giờ cả nhà mình vào đi kia đi. Rồi xong rồi. Em làm tiên dung, tôi chữ đồng tử. Cha mẹ mong em làm dâu, tôi muốn cưới em làm vợ. Sánh nương dâu đầy nóng tâm, cho sánh nương dâu cho đầy nóng tâm. Cho gà đông táo một đàn trong sân, cho tung tăng trăm con vịt cỏ. Lụp sụp quá đấy, bỏ ra cho mưa một tí lo gì, kệ nó. Đã có áo mưa sẵn sàng trong tay. Lụp sụp quá đấy, bỏ ra cho mưa một tí lo gì, kệ nó. Đã có áo mưa sẵn sàng trong tay. Ở đây có cây này, đơn to. Không có thì mình tham gia rồi mình... xin được đến thắp hương cho Đức Thánh và những phụ nhân chính thức đây. Mời bác Hương chúng tôi thỉnh cầu chuông. Có hơn xin đã. Mời câu làm câu cơ bản. Thế còn chúng tôi đi đường xa. Trước hết là xin cảm ơn quý khách đã mến mộ cái di tích của quê nhà. Vâng, dạ. Nơi đây là thờ Đức Thánh Chủ Tử Kim Dung thì cho bà biết rồi. Dạ. Xin gửi công cho bà cái tài liệu hết. Đâu qua trong kia có cái thỉnh chuông ạ. Không, chỉ là có của là tất cả là cái
chúng tôi đây là đền chính ở dưới và đền hóa tất cả đền con nón và đây là các cụ gặp nhau cái bình là cái bình cổ gốc dưới kia là nơi các cụ ở đấy xong rồi hóa quanh đền trời hai cái bình này thì mình nào là người nguyên thủy cái nhà văn hóa lớn của đen đúng không? Tôi phải lại bổ túc cho bà cái đoạn đấy đi xong rồi đi rồi đang quay đấy đi ra đi bảy mươi vẫn dắt tay nhau thì vẫn sao đâu trời vấn đề gì đâu tình bạn ngày xưa đúng không? Đấy mình chụp ảnh trời được quang đúng không? Hay đúng là rồi 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 được cả la cờ, được cả bến thuyền luôn. Cười lên. Vấn đề gì? Chúng tôi đang ăn thì có hay gì đâu. Kệ, quan trọng. Có hết mà. Không thiếu ai cả. Nhiều một hai ba vô hai ba vô hai ba vô toàn bánh bẻ thôi à. Ôi trời ơi, giơ tay xuống rồi. Nào giơ tay vào đây nào, giữ nào. Đâu đâu các anh ngồi. Đây là mà giữ đây. Dương ơi, hai ba vô. Đấy, sao chỗ này còn ai mà giữ thế? Quá đẹp rồi. Vô. Cứ như là tuổi tin tôi xin được trân trọng giới thiệu cứ lần lượt người nổi tiếng nhất anh đoàn hùng và anh đoàn hùng lên đứng 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 Phương ơi, rồi đi ra cạnh cơ Phương ơi, đứng sang cạnh. Quê ở Lý Dương, người đứng đầu cái nước em, Dương phải là. Thế còn những người trên kia ông này thì chúng tôi đâu không có mở camera theo dõi từng bước đi của ông anh. Mà đợt này không say. Yêu quê hương quá.
người tiếp theo là bạn Lưu Thị Liễu nước tôi. Mời bà Dương, mời bà Dương ngoảnh mặt đây cho anh em nuôi nhòm cái. Tiếp theo là bà Dương, bà Dương. Không bà Dương không, bà Dương cũng làm gì tục. Bà Dương là quê ở Dương phải đứng đây là. Đứng đi đi một vòng. Một vòng. Xoay một vòng. Xoay một vòng. Xoay một vòng. Rất tín nhiệm. Để tôi đơn thôi, người dân như thế. Bên cạnh. Quý ơi. Không quý kia. Quý kia. Quý chạy à. 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 Hai quý. Không nhưng mà quý này. Hai quý. Quý chạy à. Quý chạy à. Quý hiện nay là tổng tài chính của chúng tôi. Đó. Khó lắm. Đây là ông này mới quá lời. Còn tôi là chỉ giúp ông thôi. Còn một bạn vừa rồi đi vào trong nhà rồi. Vừa rồi đi vào. Thì bạn ấy thật thực ra ở đâu? Đang trên đường đi du lịch đến Đà Nẵng. Chợt có tin này. Tin Nguyễn gia nhập đoàn Hồ Chí Minh. Anh hai vừa chạy rồi. Anh đâu? Đấy. Có ai không có mặt thì không dám. Còn bây giờ là nhiều người cũng là chưa nhưng mà tôi là nhà Nguyễn Văn Bốn cho ở nước A cho hai thằng các bạn nhà giới thiệu như thế này là đây là anh Bình. Tôi đứng lên. Ủa, không phải đứng không? Quen mặt quá rồi. Xin giới thiệu là anh Thanh. Đây là ông Tú, Đông Tảo. Lớp A. Và lớp A. Và tên là bà Phương. Phương lớp D. Biết rồi. Bạn là Nguyễn Phương. Huy Phương. Nguyễn Huy Phương. Lớp D. Quê ở Ta Hòa. Ở Bình Minh. Bếp Bà Đen. Rất hiếm bạn mới về về đây là ít lắm nên là đến là nhiệt tình. Thế và tiếp theo có bạn Dương. Mời bạn Dương đứng lên. Có tôi. Xin quý thư chúng tôi. Quý thư chưa đoàn. Ngày này chúng tôi đã đến điểm hết thì các bạn quán đồng đứng lên chào cho xin đến cái bạn này cái béo mà gầy gầy ấy là ở trong kia ra đây. Không có tất giới thiệu nhưng tôi cũng tất giới thiệu. Có bạn ở đây tôi cũng tất giới quý. Quan là quý chợ phủ. Đã biết là chính là vâng. Quý ơi quý. Quý quý hỏi mấy bạn trong như này. Mấy cái nhà như thế này, cái nhà như thế này. Quý vào đại hòa tình cho các bầu đàn sẽ tỉnh ra đây. Thôi ta cứ thế được rồi. Về cứ lai ra để nhân dân. Đó là để cho anh Thương ấy chính từ chính ngôi ông anh cứ băn khoăn là không thương mình hôm nay đến đây cái gì xin xin mời hai anh đặc biệt cảm ơn vợ chồng anh Ngô anh Ngô ơi đặc biệt cảm ơn vợ chồng anh Ngô sát cánh cùng bạn quê vừa là tốt cảm ơn chị nha vợ chồng anh Ngô chứ không riêng một anh Ngô thế người bộ trưởng bộ thông tin liên lạc và truyền thông giới thiệu tiếp. Đây này có đủ rồi đây các anh ơi.
về con người nha đây. Lên đây. Em đang quay, em đang quay. Mày muốn em ra đấy thì lại không có. Em đang quay. Thế này tôi nói kịp. Lại còn vạch veo rồi. Rồi. Kẻ có chén thì cạn mà chén không được đẹp. Lên. Các ông dô đi. Dô nhá. Rồi, xong rồi, xong rồi, rồi, rồi. Không có rượu đâu. Rồi, rất là đẹp luôn. Rồi. Yên tâm đi, không thiếu một người nào luôn. Tôi mà chén rượu dù 6 lần. Rồi. Đấy như thế mới đẹp. Với cái bàn này phải là cái bàn này thì đây rồi.